thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một con nai bị thợ săn rượt bắt. Nó chạy núp mình trong đám cây rậm lá. Bọn thợ săn kiếm hoài chẳng thấy. Con nai thấy bọn thợ săn quay lưng đi, vươn cổ ăn những chùm lá vừa mới che nó. Lá thở dài. Đám cây hỏi lá, sao mày thở dài? Mày khổ tâm vì bị nai ăn sao? Không phải thế, tôi tội nghiệp con nai. Nó đâu biết rằng đang tự đào hố chôn mình. Con nai nghe câu chuyện nhưng chẳng quan tâm, cứ tiếp tục ăn. Lá cây thưa dần. Bất chợt, một thợ săn quay nhìn lại, thấy con nai loáng thoáng trong bụi cây. Tức thì cả bọn vây bắt nó. Trước khi chết nó than, mình thật đáng chết vì đã không biết ơn, lại còn làm hại lá. Đã có bên tai lời cảnh báo mà chẳng chịu nghe. Lắm khi trong cuộc sống, con người cũng vô ơn và chẳng chịu cảnh tỉnh khi được cảnh báo như con nai kia. Dân Israel ngày xưa là một minh chứng cho điều này. Họ đã quên ơn Chúa, cứ mãi chìm đắm trong sự thờ thần tượng. Chúa sai rất nhiều sứ giả, tiên tri đến để cảnh báo, nhưng họ vẫn không chịu nghe. Hậu quả là Chúa dùng những dân tộc xung quanh để trừng phạt họ. Thi Thiên 44 là lời cầu nguyện than khóc của cả dân tộc dâng lên Chúa trước những nỗi khổ đau của sự trừng phạt mà họ đang phải gánh chịu. Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng con có nghe, tổ phụ chúng con đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ từ nghìn xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân đi, nhưng cho tổ phụ chúng con định cư ở đó. Chúa làm cho các dân điêu tàn, nhưng lại khiến cho tổ phụ chúng con thịnh vượng, vì họ chẳng nhờ gươm đao mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà thắng trận, nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa, cánh tay và ánh sáng mặt Chúa, vì Ngài yêu thương họ. Chính Ngài là vua và Đức Chúa Trời của con, xin ban lệnh giải cứu cho Gia-cốp. Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù. Nhân danh Chúa, chúng con giày đạp kẻ thù. Vì con không nhờ cậy cây cung, thanh gươm con cũng sẽ chẳng cứu con đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù, làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn. Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày và sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời. Nhưng nay, Chúa đã từ bỏ chúng con, làm cho chúng con bị sỉ nhục. Chúa chẳng còn đi ra trận cùng quân đội chúng con nữa. Chúa khiến chúng con thối lui trước kẻ thù và kẻ ghét chúng con cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chúa làm chúng con giống như chiên bị đem đi làm thịt và khiến chúng con tan lạc trong các nước. Chúa đã bán dân Chúa với giá rẻ mạt, coi họ chẳng giá trị gì. Chúa làm chúng con thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng con, làm trò cười và là kẻ đáng khinh cho những người chung quanh. Chúa làm cho chúng con thành tục ngữ giữa các nước. Trong các dân, ai thấy chúng con cũng lắc đầu. Suốt ngày, sự sỉ nhục ở trước mặt con, sự xấu hổ bao phủ mặt con, vì tiếng sỉ nhục, mắng chửi của kẻ thù và kẻ báo oán. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng con, nhưng chúng con không quên Chúa, cũng không phản bội giao ước của Chúa. Lòng chúng con không thối lui, bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa. Dù vậy, Chúa đã chà nát chúng con trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng con bằng bóng chết. Nếu chúng con có quên danh Đức Chúa Trời chúng con, hoặc giơ tay hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời sẽ không khám phá ra sao, vì Ngài biết thấu nơi bí mật của lòng. Thật, vì Chúa mà chúng con bị giết hại suốt ngày, chúng con bị kể như chiên đem đi làm thịt. Chúa ơi, xin tỉnh thức, sao Chúa ngủ, xin trỗi dậy, đừng từ bỏ chúng con mãi mãi. Vì sao Chúa giấu mặt, sao Ngài quên cơn hoạn nạn và cả áp bức của chúng con? Vì linh hồn chúng con bị vùi dưới bụi tro, thể xác chúng con nằm bẹp dưới đất. Xin Chúa trỗi dậy mà giúp đỡ chúng con. Xin cứu chuộc chúng con vì lòng nhân từ của Ngài. Thi thiên này được chia làm 3 phần như sau. Phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 8 là sự nhớ lại những ơn lành và sự giải cứu của Chúa trên họ trong quá khứ, thời của tổ phụ họ. Lúc đó, Chúa giải cứu dân Israel khỏi nhiều kẻ thù nghịch và là nguồn sức mạnh cho tổ phụ của họ. Thật là hồi ức phước hạnh. Họ chiếm được vùng đất đượm sữa và mật, không phải cậy nơi ưu thế quân sự hay sức mạnh riêng của mình, nhưng nhờ tay hữu Chúa, cánh tay Chúa và sự sáng mặt Chúa. Câu 3, Chúa đã ban cho họ điều lòng ao ước khi họ vâng lời Ngài. Phần thứ 2, từ câu 9 đến câu 16,
là lời cầu nguyện than khóc của dân sự kêu lên với Chúa. Câu 9 mở ra phần 2 này bằng cụm từ "nhưng nay" cho thấy sự tương phản rõ nét, thay đổi từ hoang ca sang bi ca. Sau khi nhắc lại những ơn lành trong quá khứ, câu 1 đến câu 8, tác giả nói: "Nhưng nay, Chúa đã từ bỏ chúng tôi, làm cho chúng tôi bị nhuốc nhơ. Chúa chẳng còn đi ra cùng đạo binh của chúng tôi nữa." Câu 9. Thảm họa hiện tại của họ là không có Chúa giúp đỡ nữa. Sức mạnh duy nhất của họ đến từ Chúa. Nhưng nay, Ngài không còn ở với họ nữa. Họ bị tản lạc khắp nơi, bị chê cười, bị chế giễu. Dường như Chúa đã từ bỏ dân sự Ngài và khiến họ phải bị sỉ nhục. Các đạo quân ra trận không còn có sự hiện diện của Chúa nữa. Họ rút lui trong hoảng loạn, kẻ thù rượt đuổi và cướp phá toàn bộ của cải. Dân Chúa lúc này không khác gì chiên bị định làm đồ ăn. Câu 9 đến câu 12. Dân Israel tội nghiệp trở thành tiếng chê bai giữa các dân tộc khác, là đối tượng bị chế giễu và nhạo báng. Họ trở thành nỗi nhuốc nhơ mà họ không thể nào trốn thoát được. Câu 13 đến câu 16. Tất cả những điều này đã đủ tồi tệ. Nhưng tệ hơn nữa, trước giả thi thiên không thấy và hiểu được lý do nào cho sự trừng phạt này. Đó cũng chính là phần 3 của thi thiên, từ câu 17 đến câu 25. Họ tự hỏi tại sao Chúa lại đối xử với họ như vậy. Bẻ nát chúng tôi trong chỗ chó rừng, bao phủ chúng tôi bằng bóng sự chết. Câu 19. Họ nghĩ họ đã không làm điều gì sai. Nếu họ quên Chúa hay thờ thần khác, Chúa đã biết. Người viết thi thiên cảm thấy như mình vô tội đối với bất kỳ tội nào đáng bị trừng phạt. Cuộc sống là như vậy. Đau khổ xảy ra với tất cả chúng ta. Đôi khi giữa cơn đau, chúng ta nhìn lên và tự hỏi: tôi đã làm gì? Tại sao tôi lại bị trừng phạt? Và tại sao Chúa ngủ? Tại sao Ngài lại im lặng? Điều hay của thi thiên là ở chỗ này, rất sống động với cảm xúc. Người viết thi thiên không ngại cho Chúa biết cảm xúc của mình. Nhưng đâu là câu trả lời cho những câu hỏi trên? Với độc giả thi thiên thời xưa, câu trả lời có thể được tìm thấy bằng cách xem các thi thiên khác. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể thấy trong Tân Ước, Phao-lô đã cho chúng ta câu trả lời trong Roma chương 8. Phao-lô trích dẫn từ thi thiên 44 câu 22. Vì cớ Chúa, chúng tôi chết cả ngày. Chúng tôi bị coi như chiên để làm thịt. Sau đó, Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng bất kể chúng ta có trải qua những đau khổ nào trong cuộc sống, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời đã từ bỏ hoặc lãng quên chúng ta. Ngài biết rõ những gì Ngài đang làm. Ngài có một kế hoạch, và đó là kế hoạch của tình yêu. Roma chương 8 câu 37 đến 39 chép: trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng, dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Cũng trong lẽ đó, thi thiên 44 kết thúc với câu: xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi. Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi. Sau tất cả, dẫu trải qua nhiều đớn đau, thì niềm hy vọng của dân sự Chúa vẫn là tình yêu của Ngài. Tình yêu của Chúa sẽ không rời bỏ chúng ta. Chính nhờ tình yêu không bao giờ cạn của Chúa mà chúng ta có thể trải qua đau khổ và biết rằng Chúa vẫn ở bên chúng ta. Thi thiên 44 khích lệ chúng ta đừng tuyệt vọng khi đối mặt với thử thách. Chúa có thể cho phép chúng ta trải qua đau khổ và chúng ta có thể không hiểu được lý do, nhưng tình yêu của Chúa vẫn không rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta chịu khổ, Ngài cũng đau và thấu hiểu những gì mà chúng ta đang trải qua. Bắt chước trước giả thi thiên này, chúng ta hãy nói với Chúa về cảm xúc của mình cách cởi mở và chân thành. Đừng bao giờ quên rằng Chúa luôn ở bên chúng ta, ngay cả khi chúng ta thấy dường như Ngài đã quên chúng ta. Hãy tín thác nơi tình yêu bất diệt của Chúa dành cho bạn và tôi. Câu hỏi suy ngẫm: bạn có bao giờ quên ơn Chúa như dân Israel ngày xưa không? Trong lúc cần nhu, bạn đã dựa vào chính bạn hay dựa vào tình yêu của Đức Chúa Trời? Hiện tại bạn đang trải qua nỗi đau khổ nào? Hãy nói với Chúa cảm xúc thật của bạn lúc này và cầu xin tình yêu bất diệt của Chúa là niềm hy vọng vững chắc cho mình.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là đấng yêu thương không thay đổi của con, xin giúp con ngừng tin cậy vào bản thân và chỉ tin cậy vào Chúa. Để rồi Chúa ơi, xin Ngài sử dụng con như một công cụ có ích cho nhà Chúa. Xin giúp con nhìn lại, suy ngẫm về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho con trước đó, để con không quên ơn của Ngài. Và cũng giúp con nhìn vào thực trạng hiện tại của con, để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và thấy được tình yêu của Ngài là niềm hy vọng vững chắc của con. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen.